Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên đội bóng Chicago Bulls như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Mình đứt sâu lần lượt như vậy nhé. Xong rồi, khi mà sâu xong chữ thì bây giờ mình sẽ sâu vào những cái hai màu sắc. Mình sẽ sâu hình trái tim, sau đó xen kẽ một cái hình tròn nhé. Mình sẽ sơn như vậy cho đến hết phần hạt này nha. Đó, mình sẽ sâu đến cái phần dây trên này. Tiếp nhé.
Sau khi mình sâu xong rồi mình sẽ buộc hai đầu dây về lại với nhau nhé. Sau đó mình sẽ cắt bỏ phần dây còn dư đi. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc vòng tay có tên đội bóng NBA rất là xinh như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.